Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, đáp ứng lời mời của Ban xử lý thường vụ Cộng đồng người Việt Quốc gia Bắc California, đông đảo các hội đoàn, nhân sĩ và đồng hương đã đến tham dự buổi họp để chính thức bầu chọn người kế vị Chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia Bắc California thay thế ông Chủ tịch Trương Thành Minh đã từ chức đồng thời hợp thức hóa và ra mắt tân ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California nhiệm kỳ 2015-2017. Buổi họp đã được khai mạc lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2015 tại Trung tâm Sinh hoạt Quốc hội Cựu tù nhân chính trị số 111 Igis Road, thành phố San Jose. Sau nghi thức chào cờ Mỹ Việt và Phúc mặc niệm do ông Huỳnh Phong điều khiển, chị Cao Thị Tình, thư ký ban đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California, giới thiệu thành phần quan khách tham dự. Về phía chính quyền địa phương, có sự hiện diện của nghị viên Nguyễn Tâm, về phía cộng đồng có đại diện và thành viên của trên 20 tổ chức hội đoàn, toàn thể Bắc California, cùng với các vị nhân sĩ cộng đồng, đồng hương và hơn 10 truyền thông Bắc California. Sau khi lắng nghe phát biểu ý kiến của một số người đại diện hội đoàn hoặc cá nhân, hầu hết mọi người đều đồng thuận tân ban đại diện cộng đồng của Việt Quốc gia Bắc California gồm có chức vụ chủ tịch là ông Phạm Hữu Sơn, phó chủ tịch nội vụ là ông Vũ Huỳnh Trưởng, phó chủ tịch ngoại vụ là ông Nguyễn Công Khanh, tổng thư ký bà Cao Thị Tình, cô Đặng Sương Thủ Quỷ, Ủy viên xã hội của Kina Phạm. Ba vị giám sát gồm có ông Huỳnh Phong, ông Đồng Sĩ Phước và ông Trương Ngọc Hiệp. Ủy viên pháp lý luật sư Andy Lê, Ủy viên kế hoạch thạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên truyền thông anh Lê Cường. Ban vận động tài chính ông Trần Thành và bà Sơn Loan. Thêm nữa, mọi người đã bầu chọn ra ban cố vấn cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California gồm có ông Mai Khuyên, chủ tịch khu hội, ông Chu Tấn, hội Dương Hồng thời đại, cụ Trường Giang, cựu trưởng ban bầu cử cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali, ông Hào Nhiên Nguyễn Tấn Ích, ông Cao Gia thuộc hội liên kết đấu tranh và những vị này đã đồng ý nhận lãnh nhiệm vụ cố vấn. Cuộc họp vừa chấm dứt, chúng tôi được ông tân chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California là ông Phạm Hữu Sơn cho biết cảm nghĩ của ông. Kính thưa quý vị, đây là một cái sự kiện lịch sử của uh, ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California. Cộng đồng ngày hôm nay đã đồng ý chấp thuận cho tôi ở cái vai trò xử lý tương vụ trở thành Chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng người Việt Quốc gia Bắc California kể từ nay cho đến hết nhiệm kỳ đến năm 2017. Thưa ông, hôm nay có bổ sung thêm một số thành phần để mà giúp đỡ cho như là Ban Cố vấn, rồi như là Ban Giám sát hoặc là những người xung phong thì ông có cái nhận xét như thế nào về những người tình nguyện này ạ? À, kính thưa quý vị, tất cả mà quý vị nhìn cái bộ mặt của ban đại diện cộng đồng ngày hôm nay, thì quý vị sẽ thấy rằng tất cả những người đó đều là những người mà đã tham gia cái sinh hoạt cộng đồng rất là lâu rồi. Sau lời cảm ơn của mọi người của tân chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Bắc California, buổi họp đã kết thúc lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Mỹ Lợi tương thuộc từ San Jose xin thân hỏi à. kính chào quý vị.